Xin mến chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin cập nhật giá vàng phiên đầu giờ sáng ngày hôm nay. Hôm nay là Chủ nhật, ngày 9 tháng 1 năm 2022, được phát sóng trên kênh Giá Cả Thị Trường. Trong bản tin này, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn chi tiết một số thông tin trên hai thị trường vàng, đó là vàng thế giới và vàng trong nước. Phần cuối cùng của bản tin là bảng giá vàng trong nước được ghi nhận mới nhất trước giờ mở cửa phiên giao dịch ngày hôm nay. Sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Quý vị và các bạn thân mến, mở đầu của bản tin là một số thông tin trên thị trường vàng thế giới. Giá vàng trên thị trường thế giới như quý vị và các bạn cũng đã biết khép lại phiên giao dịch cuối cùng của tuần này tăng 6,08 đô la Mỹ trên một ounce và với một phiên tăng là 0,34%. Và khép lại phiên giao dịch cuối cùng của tuần này ở ngưỡng 1.796,67 đô la Mỹ trên một ounce. Với phạm vi giao dịch trong ngày, trước giờ đóng cửa phiên này là 1.782,45 đô la Mỹ trên một ounce là mức thấp nhất, 1.798,52 đô la Mỹ trên một ounce là mức cao nhất. Chỉ số đồng đô la Mỹ khép lại phiên giao dịch cuối cùng của tuần bằng một phiên giảm khá mạnh, giảm 0,502 điểm với tỷ lệ giảm là 0,52%. Hiện tại thì đang đứng ở ngưỡng 95,739 điểm. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm khép lại tuần giao dịch bằng một phiên tăng và với tỷ lệ tăng là 2,26%. Hiện tại thì đang đứng ở mức 1,764% trên một năm. Trên thị trường năng lượng, giá dầu thô khép lại tuần giao dịch bằng một phiên giảm khá mạnh, giảm 0,79 đô la Mỹ trên một thùng và với tỷ lệ giảm là 0,99%. Hiện tại, mỗi thùng dầu thô đang có giá 78,849 đô la Mỹ. Trên thị trường tiền điện tử, giá trị đồng tiền Bitcoin thời điểm này quay đầu giảm mạnh, tiếp tục giảm thêm 738,20 đô la Mỹ trên một Bitcoin và tương ứng với tỷ lệ giảm là 1,78%. Thời điểm đầu giờ sáng hôm nay theo giờ Việt Nam, mỗi đồng tiền Bitcoin này đang có mức giá là 40.797,46 đô la Mỹ trên một Bitcoin. Quý vị và các bạn thân mến, trước khi đến với phần bảng giá vàng chi tiết được chúng tôi ghi nhận mới nhất trước giờ mở cửa phiên giao dịch ngày hôm nay, sau đây thì kính mời quý vị và các bạn cùng bước đến một số thông tin phân tích trên thị trường vàng thế giới. Tuần qua, giá vàng thế giới biến động mạnh cả ở chiều tăng và giảm. Đầu tuần phiên ngày 4 tháng 1, giá vàng thế giới đã giảm mạnh đến 27 đô mỗi ounce sau khi tỷ lệ thất nghiệp của tuần trước đó đã giảm xuống mức 197.000 đơn xin trợ cấp mới, thấp hơn nhiều dự báo và tuần trước đó. Việc làm tại Mỹ tích cực đã giúp đồng USD và lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tăng mạnh, đẩy giá vàng lùi sâu. Tuy nhiên, phiên sau đó giá vàng lại bật tăng do nhà đầu tư lo ngại dịch bệnh lây lan nhanh tại Mỹ cũng như các nước trong khu vực châu Âu ảnh hưởng đến sự phục hồi kinh tế. Dù dịch bệnh vẫn chưa được kiểm soát, nhưng số liệu về tỷ lệ thất nghiệp tuần qua tiếp tục ở mức thấp đã khiến giá vàng tại thị trường quốc tế giảm mạnh trong phiên thứ 5 ngày, mùng 6 tháng 1. Dù phiên cuối tuần tăng, nhưng giá vàng thế giới tính chung trong tuần vẫn mất 22 đô mỗi ounce so với chốt phiên cuối tuần trước. Chuyên gia nhận định, giá vàng khó có thể tăng cao mặc dù lạm phát tại khu vực châu Âu đang cho dấu hiệu gia tăng. Các phân tích cho rằng, nền kinh tế Mỹ cũng như châu Âu vẫn đang bị đứt gãy nguồn cung hàng hóa, do đó lạm phát chưa được giải quyết. Hiện tại, chính phủ Mỹ đã bắt đầu có những biện pháp tháo gỡ chuỗi cung ứng, nhằm đưa hàng hóa đến tay người tiêu dùng một cách nhanh nhất và sẵn sàng mở cửa đón các nhà đầu tư vào hoạt động sản xuất, kinh doanh, đẩy mạnh nguồn cung nhiên liệu, khí đốt. Hiện thị trường đang chờ đợi thông tin lạm phát tại Mỹ. Nếu chỉ số CPI tại nền kinh tế lớn nhất thế giới có dấu hiệu hạ nhiệt thì có thể vàng còn lùi sâu, bởi các giải pháp kích thích kinh tế, gỡ nút thắt chuỗi cung ứng đã có hiệu quả. Điều này sẽ thúc đẩy kinh tế tăng trưởng mạnh hơn trong thời gian tới. Quý vị và các bạn thân mến, phần cuối cùng của bản tin này sẽ là một số thông tin trên thị trường vàng trong nước. Cụ thể ở đây, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn bảng giá vàng trong nước được ghi nhận mới nhất trước giờ mở cửa phiên giao dịch ngày hôm nay, để quý vị và các bạn có thể tiện theo dõi và tham khảo thêm. Trước giờ mở cửa phiên này, giá vàng tại thị trường trong nước hầu hết là quay đầu tăng quý vị và các bạn nhé. Và cụ thể được niêm yết như sau. Đầu tiên là giá vàng SJC tại hai thành phố lớn, SJC Hồ Chí Minh từ 1 cho đến 10 lượng, mua vào 6 triệu 100 nghìn, bán ra 6 triệu 175 nghìn. Tăng 100 nghìn đồng trên một lượng ở chiều mua vào, 150 nghìn đồng trên một lượng tại chiều bán ra. Hay là tăng 10.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua, 15.000 đồng trên một chỉ tại chiều bán. SJC Hà Nội mua vào 6 triệu 100 nghìn, bán ra 6 triệu 177 nghìn, tăng 10.000 ở chiều mua, 15.000 ở chiều bán ra. Doji Hồ Chí Minh mua vào 6 triệu 100 nghìn, bán ra 6 triệu 160 nghìn, tăng 10.000 ở chiều bán, chiều mua vào không thay đổi.
Doji Hà Nội mua vào 6.090.000, bán ra 6.160.000, tăng 10.000 ở chiều mua vào, 15.000 ở chiều bán ra. Pinji Hồ Chí Minh mua vào 6.090.000, bán ra 6.160.000, tăng 15.000 ở chiều mua vào và chiều bán ra. Pinji Hà Nội mua vào 6.097.000, bán ra 6.165.000, tăng 7.000 ở chiều mua, 5.000 ở chiều bán ra. Phú Quý SJC mua vào 6.105.000, bán ra 6.160.000, tăng 20.000 ở chiều mua vào, 15.000 ở chiều bán ra. Bảo Tín Minh Châu mua vào 6.106.000, bán ra 6.159.000, tăng 20.000 ở chiều mua, 16.000 ở chiều bán. Mi Hồng SJC mua vào 6.115.000, bán ra 6.145.000, tăng 5.000 ở chiều mua vào, chiều bán ra không có thay đổi. Tiếp theo là giá vàng SJC ở một số ngân hàng. Ngân hàng Eximbank mua vào 6.100.000, bán ra 6.140.000. Ngân hàng ACB mua vào 6.100.000, bán ra 6.150.000, tăng 10.000 ở chiều mua vào và bán ra. Ngân hàng SCB mua vào 6.090.000, bán ra 6.150.000, tăng 10.000 ở chiều mua vào và chiều bán. Ngân hàng TPBank Gold mua vào 6.090.000, bán ra 6.160.000, tăng 10.000 ở chiều mua, 15.000 ở chiều bán ra. Tiếp theo là giá vàng SJC ở một số tỉnh thành phố khác. Trong phiên đầu giờ sáng ngày hôm nay thì giá vàng SJC ở một số tỉnh thành phố khác niêm yết tăng trong khoảng 100.000 ở chiều mua vào và 150.000 đồng trên một lượng tại chiều bán ra. Hay là tăng 10.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua, 15.000 đồng trên một chỉ tại chiều bán. Và hiện tại được niêm yết như sau. SJC Đà Nẵng mua vào 6.100.000, bán ra 6.177.000. SJC Nha Trang mua vào 6.100.000, bán ra 6.177.000. SJC Cà Mau mua vào 6.100.000, bán ra 6.177.000. SJC Bình Phước mua vào 6.098.000, bán ra 6.177.000. SJC Huế mua vào 6.097.000, bán ra 6.178.000. SJC Biên Hòa mua vào 6.100.000, bán ra 6.175.000. SJC Miền Tây mua vào 6.100.000, bán ra 6.175.000. SJC Quảng Ngãi mua vào 6.100.000, bán ra 6.175.000. SJC Long Xuyên mua vào 6.102.000, bán ra 6.680.000. Tiếp đến là giá vàng nhẫn buôn số 9 và một số loại vàng nữ trang SJC khác. Hiện tại trước giờ mở cửa phiên giao dịch ngày hôm nay, nhẫn buôn số 9 và một số loại vàng nữ trang SJC khác tăng trong khoảng từ 42 cho đến 100.000 đồng trên mỗi lượng, hay là tăng từ 4.200 đồng cho đến 10.000 đồng trên một chỉ. Cụ thể như sau, nhẫn buôn số 9 từ 1 cho đến 5 chỉ mua vào 5.210.000, bán ra 5.280.000, tăng 10.000 ở chiều mua vào và chiều bán ra. Vàng bốn số 9 mua vào 5.180.000, bán ra 5.250.000, tăng 10.000 ở chiều mua vào và chiều bán. Vàng 24K mua vào 5.088.000, bán ra 5.198.000, tăng 9.900 ở chiều mua vào và bán ra. Vàng 18K mua vào 3.752.9 nghìn, bán ra 3.952.9 nghìn, tăng 7.500 ở chiều mua vào và chiều bán. Vàng 14K mua vào 2.876.1 nghìn, bán ra 3.076.1 nghìn, tăng 5.900 ở chiều mua vào và chiều bán. Vàng 10K mua vào 2.004.5 nghìn, bán ra 2.204.5 nghìn, tăng 4.200 ở chiều mua vào và chiều bán ra. Quý vị và các bạn thân mến, với những nội dung trên đã khép lại bản tin giá vàng mới nhất phiên đầu giờ sáng ngày hôm nay của chúng tôi. Mọi diễn biến tiếp theo trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật ở những bản tin tới. Quý vị và các bạn cũng đừng quên bấm nút đăng ký kênh màu đỏ phía dưới góc phải màn hình của video này, cũng như tích luôn vào quả chuông ngay bên cạnh để mỗi khi có thông tin mới chúng tôi tiện thông báo tới quý vị và các bạn hơn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.